Phẩm dược thảo dụ dùng 3 môn để phân biệt: 1. Nói rõ dụ ý. 2. Giải thích tên phẩm. 3. Giải đáp thắc mắc. 1. Nói rõ dụ ý có 4 ý. 1. Trước vì thượng can thuyết pháp vòng đầu, thu tử lĩnh ngộ về pháp, Phật pháp được thuật xong, xong mới thủ ký. Nay vòng thứ 2 đã vì hạng trung căn mà dụ thuyết, mỗi người lĩnh hội được dụ. Này Phật lại thuật lại, lại thuật về dụ cho xong xuôi, xong mới thủ ký, cho nên mới có phẩm này. 2. Luận thuyết về việc đối trị thất mạng. 7. Thói kiêu mạn. Trong đó lại thứ 3 là người tu đại thừa có kẻ một mực tăng thượng mạng, nói rằng không hề có thanh văn bích chi Phật thừa nào cả. Để đối trị hai loại này nên thuyết hai thí dụ. Phẩm thí dụ trước là để đối trị kẻ phàm phu cầu diệu quả nhân thiên. Thứ đến phẩm tín giải để đối trị hạng hữu học nhị thừa chấp trước, cho rằng thừa của mình ngang với Như Lai thừa nên chẳng cầu Phật thừa. Nay phẩm này để đối trị hạng tu đại thừa một mực kiêu mạn, nói rằng không có thừa thứ hai nào khác, chỉ có nhất thừa. Cho nên luận nói rằng đối với hạng người thứ ba ấy thì khiến họ biết nhiều thừa khác nhau. Chư Phật Như Lai bình đẳng thuyết pháp, vì chủng từ thiện căn tùy theo chúng sinh mà nảy mầm, dụ ý nêu bật. Dẫu rằng cùng một trận mưa nhưng có ba loại cỏ, hai loại cây sinh trưởng, mỗi thứ mỗi khác. Phật dạy dẫu giống nhau nhưng ba thừa, hai thánh phát tâm tu tập lại có sự khác nhau, vì căn cơ khí độ mỗi loại mỗi khác. Cũng có loại quyết định nhị thừa, vì căn cơ có tính khí khác nhau, cho nên sự bẩm nhuận cũng khác nhau. Kinh Thắng Ma nói rằng thiện nam tử nhiếp thụ chính pháp gánh nổi bốn gánh. Kinh Niết Bàn cũng nói ta ở mỗi một thời thuyết một thừa một đạo, đến nỗi đệ tử chẳng hiểu ý ta, nói rằng tu đà hoàn vân vân đều là đắc Phật đạo, nói rộng ra thì giống như các kinh khác. Dựa vào người mà vận tải giáo vân vân, đó gọi là thừa. Pháp Phật dẫu giống cơ tu có khác, cho nên thuyết phẩm này. Ba phẩm phương tiện đầu tiên nêu ra hai thứ trí và môn đều rất sâu, gọi là nhất thừa. Phẩm thí dụ trước nói thừa có ba, thể chỉ có một. Bốn người lĩnh giải, thực một giả ba, hội được trí tuệ sâu. Này hội môn này, môn tức A Hàm, giáo giống nhau, cơ khác nhau, đó gọi là hội môn. Như thuyết về tứ đế, ba loại căn cơ đều nghe, y vào uẩn xứ giới duyên khởi, ba tính. Mà quan điểm tu tập có sự khác nhau, đó gọi là tam thừa. Cho nên biết rằng sự giáo hóa tuy giống nhau, nhưng căn cơ lại khác nhau vậy, cho nên mới có phẩm này. 4. Trong thập vô thượng, 10 loại vô thượng nói rằng, thứ nhất là để nêu rõ chủng tử vô thượng, cho nên lấy mưa làm thí dụ. Thập vô thượng đều là thất dụ, tam bình đẳng tàn. Song ở trong đó có thứ là văn tàn, có thứ là nghĩa tàn. Đây là nghĩa tàn, chẳng phải là văn tàn. Trong thất dụ, 7 thí dụ, đã có dụ về mưa. Trong thập vô thượng lại thuyết lại lần nữa, đó vẫn gọi là tàn. Trên đã nói thí dụ về mưa tưới nhuần khắp ba cỏ. Ba cỏ đã khác nhau, thì khiến người nghe pháp biết là thừa cũng khác nhau. Đây nói thí dụ về mưa, trong ba cỏ được tưới nhuần, Phật chủng gọi là cỏ lớn, ví với đại thừa, nổi bật hơn so với hai cỏ còn lại. Từ ngôi vị bản thân cỏ này mà so sánh, thì thêm cho cái danh là hai cây, thì nghĩa sở vọng có biệt danh là nghĩa tàn, hoặc đây là văn tàn, nghĩa là cỏ lớn trong loại cỏ. Về văn là dụ về mưa, nhằm đả phá cái bệnh cho rằng thừa giống như nhau. Các cây có cây to cây nhỏ tùy phẩm loại thượng trung hạ mà có sự hấp thụ khác nhau. Dụ về mưa này là chủng tử vô thượng, văn trước văn sau khác nhau cho nên là văn tàn. Chủng tử lớn này được mưa tưới nhuần, thể dụng to lớn, quả hậu đắc đặc thù cho nên gọi là vô thượng. Luận dẫn lời kinh nói, chẳng lìa thân ta là nghĩa vô thượng, chỉ có đại thừa được gọi là chẳng lìa. Cho nên dù là chủng hay là thiện, dù là nhân hay là quả đều chẳng lìa đại thừa. Nay nêu bật đại thừa vô lậu chủng tử, coi đó vốn là nhân gốc để thành thân Phật. Bởi vậy để nêu bật chủng tử này là vô thượng, cho nên mới có phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm. Công hiệu thần diệu trừ được bệnh tật thì gọi là dược thuốc. Hình được tưới nhuần đó gọi là thảo cỏ. Có loại dược chẳng phải là thảo, có loại thảo chẳng phải là dược. Có loại thảo có dược, có loại chẳng phải là thảo cũng chẳng phải là dược. Thứ sở dụ cũng thế, giáo lý hạnh quả đều gọi là dược. Nay lấy hạnh dược thụ giáo tu sinh,
chẳng lấy các loại thạch dược khác vì chúng chẳng thể sinh trưởng. Các loại thế trùng, xuất thế trùng có khả năng sinh trưởng đều được dùng làm thí dụ gọi là thảo, cỏ. Nay lấy nhân trí tam thừa thiện trùng nhân thiên làm dược thảo, cỏ, thuốc. Vì chúng chống lại được sự độc hại tà ác, chẳng lấy loại cỏ sinh tử ác đạo vì chúng chẳng bẩm thụ chính pháp mà lại nảy nở. Dụng ý nhằm phân biệt rạch ròi ba loại thừa, mỗi loại thụ giáo khác nhau mà thành các thừa khác nhau, chẳng muốn thuyết minh chung chung về các chủng loại, cho nên lấy dược thảo làm tiêu đề của phẩm. Dược này tức là thảo, đó là chỉ nghiệp mà thích danh, dựa vào nội dung mà giải thích tên phẩm để phân biệt với nghĩa thảo có dược một cách chung chung theo kiểu y chủ thích, lấy đó mà làm ví dụ gọi là dược thảo dụ. Nếu nói rằng phẩm này thuyết minh về thí dụ dược thuốc và thảo cỏ nên gọi là dược thảo dụ, chứ chẳng phải dược tức là thảo, há phải hết thảy cỏ đều lấy làm thí dụ đâu. Do đó cho nên biết thuyết này là hay hơn, đây lấy hai nghĩa làm dụ. Một, như cỏ kia tính chất khác nhau, bẩm thụ sự tưới nhuần của mưa sinh ra các loại khác nhau, ba căn thụ giáo khác nhau mà thành ra ba thừa. Hai, như cỏ kia bẩm tính đều chẳng biết gì nhau, ba căn cũng thế, chẳng thể biết chủng loại năm thừa khác có sự khác nhau, vì cho rằng thừa không có sự khác nhau. Chính vì vậy nên mới lấy dược thảo làm dụ. Ba, giải đáp thắc mắc. Hỏi, câu 1, luận giải bảy dụ và 10 vô thượng đều nói dụ về mưa, cớ sao đầu đề của phẩm lại được gọi là dược thảo dụ mà chẳng gọi là vũ dụ phẩm? Đáp, luận thuyết về pháp có khả năng tưới bón để nêu bật đối tượng được thí dụ, sở dụ, cho nên gọi là vũ dụ, ví dụ về mưa. Kinh lấy cách thể năng dụ để phá trừ mối nghi hoặc ấy, cho nên lấy tiêu đề là dược thảo. Vọng tưởng điên đảo ở đây là cái bệnh cho rằng thừa không có sự phân biệt khác nhau. Cách phá trừ bệnh ấy là vạch rõ vì căn cơ có sự phân biệt khác nhau nên mới có các thừa khác nhau. Cho nên mượn dược thảo được tưới bón để ví với căn tính được tưới nhuần. Do đó mà chẳng nêu mưa làm thí dụ, cũng chẳng nêu hai tính chất vũ thảo, mưa cỏ làm tên phẩm. Câu hỏi 2. Phẩm này cũng nói tới nhị mộc hai cây, cớ sao chẳng lấy tiêu đề là nhị mộc phẩm? Đáp, cứ thực mà nói theo lý thì nên nêu cả hai, song vì chính pháp cốt nhằm dựng cái gốc đả phá căn bệnh của chúng sinh. Chúng sinh có tật cho rằng các thừa đều giống nhau, cho nên phải dùng cái lý, các loài cỏ có sự khác nhau để đả phá. Vô thượng thể hiện thể tối tôn cao, chưa phải là để phá trừ căn bệnh của chúng sinh, cho nên lấy dược thảo làm tên gọi của phẩm, chẳng lấy mộc vân vân làm tiêu đề. Thảo chỉ rộng, mộc chỉ hẹp, thảo chỉ tiểu, mộc chỉ đại. Như vậy thảo để chỉ chung chung cho ba thừa, chứ chẳng chỉ riêng đại thừa, thể hiện chung sự tưới nhuần sinh trưởng, chứ chẳng chỉ riêng sự thành thục. Có người giải thích rằng dược đó là mưa, pháp dược có thể tưới nhuần, thảo chỉ căn cơ, là tính chúng sinh được tưới bón. Lấy dược ví dụ với pháp, lấy thảo ví dụ với căn cơ, hai cặp thí dụ này đều rõ ràng, không còn gì phải thắc mắc cả. Văn tuy chẳng thế, lý có sai đâu. Thêm nữa, phẩm thí dụ trước có nhà lửa đáng ghét, ba xe đáng ưa, hai thí dụ ấp ấy gộp lại chỉ có thể nói được ý nghĩa chung. Đây dùng cái lý căn cơ được tưới bón khác nhau để đả phá căn bệnh chấp trước, cho là chỉ có một thừa giống nhau, cho nên chỉ lấy dược thảo làm dụ. Kinh văn bấy giờ Thế Tôn tới nói chẳng thể hết được, tán rằng trong phẩm này văn lớn chia làm ba phần. Phần đầu là tán ấn, phần 2 từ ca diếp nên biết, trở xuống là trần thuật. Phần 3 là hai tụng cuối phẩm, kết thúc việc thuyết giảng về thượng thừa, khơi mào cho việc thụ ký. Đây là phần đầu, thoạt tiên là tán ấn, sau đó khen thêm vì lời nói hợp lý, khen là thiện tai, hay lắm, tốt lắm, ý nghĩa đúng với sự thực. Cho nên ấn chứng thể hiện rõ lời đã nói đó chưa nói hết được đức, cho nên tự tán thán Phật giống trưởng giả. Dùng cái nhỏ có thể ví dụ cái lớn, người giống như người con cùng khổ kia, thánh đức cũng na ná như vậy, cho nên tán thán và ấn chứng cho. Thánh như sở ngôn, thành có nghĩa là kính, là tín, đúng hệt. Đúng như lời đã nói, kính như điều đã thuyết, cho nên ấn đức của Phật khó thể tư lường, nói làm sao hết được. Kinh văn,
Cả Diếp nên biết tới chẳng sai, tán rằng dưới là trần thuật chia làm hai, đầu là trường hàng sau là kệ tụng, phần đầu có hai, một trần thuyết, hai kết luận, đó là đoạn từ sắp sửa đến phần kệ tụng. Từ Như Lai biết một tướng, một vị đó trở xuống, trong phần đầu lại có ba phần, một pháp thuật, hai dụ thuật, ba hợp thuật. Trong phần pháp thuật có bốn mục, Phật xuất hiện ở đời, pháp lợi quần sinh, thụ đạo có sự đặc thù. Chẳng thể tự đạt, đây là mục đầu, Phật tự tại nơi các pháp, lời Phật thuyết chẳng sai, cho nên Phật xuất hiện ở đời là để dìu dắt làm lợi lạc cho chúng sinh. Kinh văn ở nhất thiết pháp tới nhất thiết trí địa, tán rằng đây là mục hai, pháp lợi quần sinh. Phật đã vận dụng đại bi trí, dùng phương tiện thiện xảo, đem pháp lìa danh tướng mà thuyết giảng một cách khéo léo để làm lợi lạc cho chúng sinh. Đạo lý mà Ngài thuyết giảng cũng khế hợp đạt tới Phật trí cảnh địa vì thuyết hợp với chúng. Tới đáo có nghĩa phù hợp đến tận nơi, hoặc giáo thuận với lý, lý thuận với hạnh, hạnh thuận với quả. Cho nên nói là tới Phật quả địa vì lấy đó mà nhuần tưới cho khắp cả các chúng sinh cần được hóa độ. Kinh văn, Như Lai quan sát biết rõ tới thông đạt vô ngại, tán rằng đây là mục ba, thụ đạo có sự đặc thù. Do Phật nhận thức được chân tính cứu cánh là sở quy của pháp không, pháp hữu và biết rõ xu hướng tâm hành của chúng sinh, nên có thể khiến chúng đều được sinh trưởng. Kinh Vô Cấu Xưng nói rằng, sở thú của hữu vô là sở quy của ý lạc, cho nên sở quy thú tức là quy thú cứu cánh của tam tính tức chân như, sở thú của tâm tức là sở hân biến thú hành. Ở trong lý trí thông đạt vô ngại về điều đó, hoặc do Phật thông đạt về pháp và tâm hành của chúng sinh, cho nên có thể khiến ba thừa thụ đạo khác nhau. Kinh văn, hơn nữa đối các pháp tới nhất thiết trí huệ, tán rằng đây là mục bốn, chẳng thể tự đạt. Phật có thể biết rốt ráo hay các pháp, có thể biết được căn tính của chúng sinh, cho nên thoạt đầu bố thí pháp tam thừa, sau đó mới khai thị cho họ về trí tuệ của Phật. Chúng sinh chẳng thế, lý nào mà có thể biết được tự tính, tha tính, dụ thuật và hợp thuật đều có cái thế như vậy. Cho nên chia làm bốn khoa, hơn nữa có lời giải thích. Pháp thuật có hai phần. Một, đầu tiên là thuyết minh chung về Phật tự tại nơi các pháp, sở thuyết chẳng sai. Hai, sau đó là thuyết minh riêng về chẳng sai, đó là đoạn về mọi pháp dùng trí phương tiện. Phần thuyết minh riêng về những điều Phật thuyết chẳng sai có bốn ý. Một, Phật có khả năng khai thị hai thể Bồ Đề Niết Bàn, đó là việc khai thị cho tâm chúng sinh hiểu rõ, dùng trí phương tiện mà diễn thuyết. Hai, Phật có khả năng hiện thị chân như, lấy đó để mà chỉ cho chúng sinh chỗ quy kết của pháp. Ba, Phật có khả năng khai ngộ Bồ Đề trí, cho nên lấy đó mà giác ngộ cho chúng sinh thông đạt vô ngại. Bốn, Phật tự mình đã từng ngộ nhập, cũng khiến người khác ngộ nhập, khai thị cho họ hết thảy trí tuệ. Tuy giải thích như vậy mới thuận với nhất thừa ở trên, nhưng xét lời văn ở dưới đoạn này thì thành ý khác. Cho nên mục thuyết minh riêng về những điều Phật thuyết chẳng sai lại còn có bốn ý khác. Một, thấu hiểu đến cùng thực tính của pháp. Hai, biết rõ không hữu. Ba, biết rõ ý thích của chúng sinh. Bốn, có thể khai thị được quyền và thực, dùng trí phương tiện, nhất thiết trí địa, pháp chân thực không lời. Dùng lời để thuyết minh, đó gọi là trí phương tiện. Pháp được trí phương tiện này thuyết dài, tuy không hẳn là chân thực, song cũng không có gì khác so với pháp mà Phật trí đã chứng được. Địa tức là y chỉ, là chỗ y chỉ của Phật trí quán chiếu, chân cảnh gọi là địa. Ý nói Phật thuyết chân tục đế lý, khế hợp với Phật trí cảnh địa. Vì thể không khác, vì hợp với thực pháp hoặc giáo, có thể thuận với lý, lý có thể thuận với hạnh, hạnh có thể thuận với quả, cho nên tới Phật địa, vì nhất thiết trí là Phật trí. Như Lai quan sát biết rõ, đây là nói Phật biết được chỗ quy hướng của các pháp không hữu, có nghĩa là tam tính pháp, biến kế sở chấp, y tha khỏi và viên thành thực. Sở quy thú tức là lý chân như, vì đó là chỗ quy hướng cứu cánh của các pháp. Cũng biết sở hành trong thâm tâm của chúng sinh, có nghĩa là biết rõ tâm hành cùng những điều mà thâm tâm thích làm của chúng sinh, tức là biết tâm chúng sinh cùng sở biến thú hành thông đạt vô ngại. Hơn nữa đối với các pháp, nhất thiết trí tuệ đã thông đạt các pháp hiểu rõ rốt ráo, cho nên có thể chỉ rõ
cho chúng sinh trí tuệ ba quyền một thực, khiến cho họ sinh ra ưa thích muốn chứng. Ý trên này nói những điều mà Phật thuyết kết hợp với trí cảnh, biết tính không tính hữu của các pháp, hiểu rõ tâm hành của chúng sinh thích ứng với việc học đạo như thế nào, cho nên có thể khai thị cho chúng sinh về trí tuệ của Phật, khiến họ quy nhập. Do bốn nghĩa này mà sở thuyết chẳng sai ngoa. Vì sở thuyết chẳng sai ngoa, cho nên Phật trí là vô biên, người làm sao mà thuyết được. Phật biết rõ các pháp, biết rõ tâm chúng sinh, cho nên có thể lúc đầu thì thuyết về quyền thừa, sau đó mới thuyết về thực pháp. Chúng sinh tiếp thụ mà thành ra năm thừa khác nhau. Chúng sinh không có công đức trí tuệ này, chẳng hiểu pháp thể và tâm chúng sinh, thì làm sao mà có thể biết được tính chất quyền hay thực của pháp. Cho nên mới chấp trước cho là ba thừa không có gì khác biệt nhau. Kinh văn ca diếp ví như tới danh sắc mỗi thứ mỗi khác. Tán rằng dưới là dụ thuyết, trong đây chia làm hai. Một đầu là tổng dụ, hai sau là biệt dụ. Đây là phần đầu. Đoạn từ thổ địa trở về trước là dụ về có khả năng sản sinh. Từ thổ địa trở về sau là dụ về tất cả tam thiên đại thiên thế giới, nêu bật khí thế gian để y chỉ vào. Một cảnh nơi Phật giáo hóa có bốn thứ. Một núi, theo sách Ngọc Thiên cấn là núi. Núi có nghĩa là sinh sản, tỏa khí ra sinh sản muôn vật. Hai sông, quán xuyến cho nước lưu thông. Ba ngòi, khê. Sách Nhĩ Nhã nói dòng nước chảy vào sông thì gọi là ngòi. Bốn khe, cốc. Chữ đọc là cốc, theo Ngọc Thiên còn đọc là dục. Nước chảy vào suối thì gọi là khe, cốc. Theo thuyết văn, suối thông với sông đó gọi là khe, cốc. Các thứ trên đây làm ví dụ, ví với việc trong đại thiên thế giới có bốn sinh loại. Trong tất cả các thứ sinh ra từ đất đai, thổ địa sở sinh ấy, thì hủy tức là ba cỏ, mộc chỉ hai cây. Chữ đọc là hủy là chỉ chung mọi thứ cỏ, chỉ số nhiều, cỏ và cây đều là thành bụi thành rừng. Ý nói cỏ cây mỗi thứ đều rất nhiều. Ở đây cỏ cây tuy rất nhiều, nhưng trong đó chỉ có dược thảo được dùng để ví với chủng tử của thiện pháp, thế gian và xuất thế gian, thể loại chủng tử năm thừa mỗi thứ mỗi khác, cũng như chủng loại có nhiều thứ, tướng dụng có sự khác nhau, như danh sắc mỗi thứ mỗi khác. Sắc chỉ hình mạo, cũng có nghĩa là sắc loại. Kinh văn mây dày kéo khắp tới đại thiên thế giới. Tán rằng dưới là biệt dụ, có bốn. Một dụ về việc pháp vương xuất thế, hai dụ về việc pháp vương thuyết giáo để nhuần tới khắp, ba dụ về việc chúng sinh thụ giáo kết quả mỗi người mỗi khác, bốn dụ về việc chúng sinh chẳng tự mình giác ngộ biết đạo. Mây dày kéo khắp là dụ thứ nhất, từ che khắp trở xuống là dụ thứ hai. Pháp vương hóa thân ẩn giấu thực tướng, tám tướng dần dần mới hiện rõ, để ngấm ngầm làm lợi lạc rộng rãi cho chúng sinh. Ví như mây kia càng kéo càng dày, chẳng phải là mây bỗng dày ngay, cho nên chẳng gây ra tai họa. Mây có 10 đức trong tụng đã tự giải thích. Một hóa Phật, giáo hóa tam thiên đại thiên thế giới, đồng thời xuất hiện âm thanh cũng vang khắp các cõi ấy, cho nên nói là đầy dãy khắp đại thiên thế giới. Kinh văn, đồng thời mưa tưới đều tới các dược thảo. Tán rằng đây là đoạn 3, là ví dụ nói về việc chúng sinh hấp thụ tưới nhuần mỗi kẻ mỗi khác. Văn này có hai phần, phần đầu nói về sự tưới nhuần của cùng một trận mưa, phần thứ hai nói về sự hấp thụ, sự tưới nhuần đó có sự khác nhau. Phần đầu lại có 3 mục: A nêu chung, B tưới ngang, C mọc dọc. Đây là mục đầu, nhất thời, đồng thời tức là ứng với căn cơ đã chín, tưới đều đằng chú, có nghĩa là một âm diễn thuyết, mỗi chúng sinh đều tùy theo căn cơ của mình mà hiểu. Chữ có hai cách đọc, chú và thú. Này theo cách đầu, nghĩa là mưa tưới đều khắp, làm lợi lạc giống nhau. Chữ đọc là hiệp, có nghĩa là lướt ướt, là thấm nhuần, biến, có nghĩa là khắp là triệt để, có nghĩa là điều hòa tưới nhuần khắp cả. Cỏ cây rừng rú, dụ này giống như giải thích trước, dược thảo vì với thiện căn. Kinh văn, gốc nhỏ thân nhỏ tới cành to lá to, tán rằng đây là mục tưới ngang, tính chất ba thừa khác nhau, đó là để đả phá căn bệnh, coi các thừa giống nhau. Vì căn tính có ba cho nên chia làm ba loại,
Kinh Niết Bàn nói rằng ví như bệnh nhân có ba loại. Một, dù gặp thầy thuốc giỏi hay không cũng nhất định có thể khỏi, đó gọi là loại đại thảo. Hai, nếu gặp thầy thuốc giỏi thì khỏi, chẳng gặp thì không khỏi, đó là loại trung thảo. Ba, dẫu gặp thầy thuốc giỏi hay không cũng nhất định chẳng khỏi, đó là loại tiểu thảo. Trong ba thừa này, mỗi thừa đều có khả năng hấp thụ riêng về bốn thứ giáo lý hạnh quả mà sinh trưởng, cho nên đều nói là gốc thân cảnh lá. Y theo giáo mà chứng lý, y theo lý mà khởi hạnh, y theo hạnh mà đắc quả, như gốc thân vân vân lần lượt mà sinh. Hơn nữa, lại lần lượt theo quả hạnh lý giáo mà phối hợp. Ngoài ra còn giải thích trong ba thừa này lại có bốn pháp: một, chủng tính; ba, tu hành; hai, phát tâm; bốn, đắc quả. Bốn pháp này chung cho cả ba thừa theo thứ tự mà phối trí, theo chiều ngang gọi là tam thừa, ba thừa theo chiều dọc gọi là tứ loại, bốn loại. Loài y vào tính mà có, cho nên gọi là ngang hoành. Cũng nói có bốn thứ: thắng giải, kiến, tu và vô học. Nghĩa này chẳng phổ biến, chỉ trong loại tiểu thảo mới có, cho nên chẳng lấy nghĩa này. Kinh văn, các cây lớn nhỏ tới đều có sự hấp thụ riêng. Tán rằng đây là nói về sự mọc dọc. Luận chỉ nói cây to chẳng lìa thân ta, đó là nghĩa trùng tử vô thượng. Ba bậc hạ trung thượng của ba cỏ, hai cây được phân chia như sau. Một, ba bậc của đại thảo. Trong đại thảo chia ra làm cây to cây nhỏ, trước bất thoái vị là cây nhỏ, sau bất thoái vị là cây to. Đây có hai cách chia cây nhỏ cây to. Cách một, thất địa trở về trước thì gọi là cây nhỏ, bát địa trở lên gọi là cây to vì có đủ tứ bất thoái. Theo tụng văn ở dưới thì ở trong nhị mộc hai cây lại chia làm thượng trung hạ, cho nên gộp nhị mộc lại mà chia ra thành ba bậc. Chia ba bậc theo cách một, ngũ địa trở về trước thì gọi là bậc hạ, vì sáng tạo ra được lạc ý sinh thân tam ma bạt đề. Lục thất bát địa là bậc trung, vì đắc giác pháp tự tính ý sinh thân. Cửu địa và thập địa đó gọi là bậc thượng, vì đắc chủng lại câu sinh, vô tác hành ý sinh thân. Chia ba bậc theo hai cách. Chia ba bậc theo cách hai, trước sơ địa gọi là bậc gì, há chẳng phải là thuộc loại tiểu mộc sao? Nếu y theo nghĩa này thì sơ địa trở về trước gọi là bậc hạ, vì chỉ thuần túy tu pháp hữu lậu. Bảy, địa đầu gọi là bậc trung, vì là tạp tu cả hai thứ hữu lậu và vô lậu. Ba địa trở về sau gọi là bậc thượng, vì là thuần tu về pháp vô lậu. Cách hai, sơ địa trở về trước thì gọi là cây nhỏ, sơ địa trở lên thì gọi là cây to, vì chứng được bất thoái. Hai loại cây to nhỏ mỗi loại đều có ba bậc hạ trung thượng, ba, ba bậc của cây nhỏ. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là ba phẩm của cây nhỏ. Thập tín thì bao gồm ở trong sơ phát tâm trụ, tứ quyết trạch phần thiện căn thì bao gồm trong đệ thập hồi hướng. Do đó kinh Hoa Nghiêm chỉ thuyết về 30 vị, chẳng thuyết thập tín, vì đó là thành tám tướng trong phát tâm trụ. Cũng chẳng thuyết tứ thiện căn, vì đó là trụ tứ quán trong pháp giới vô lượng hồi hướng. Chỉ nói rằng Xá Lợi Phất tu đạo trải qua 60 kiếp rồi thoái, tức là tới đệ lục trụ mãn, chưa nhập trong đệ thất bất thoái trụ. Cho nên biết thập tín không có vị riêng, do đó chỉ thuyết về 33 A Tăng Kỳ địa tiền là 3, chẳng nói về 4. Đối pháp luận vân vân nói rằng sơ kiếp mãn đã tu tứ thiện căn, chẳng thuyết về sự tu hành ở các kiếp khác trong thời gian dài, cho nên tứ thiện căn được bao gồm ở trong thập hồi hướng.